Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là gì? Thì theo như đúng như tên gọi của nó thì chúng ta thấy lưỡng thì có nghĩa là hai. Vậy thì lưỡng cực có nghĩa là có hai cực. Hai cực ở đây là ý người ta muốn nói tới đó là cực trầm cảm và cực hưng cảm. Thì người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực là người ta sẽ có cái sự thay đổi cảm xúc từ cực này qua cực kia một cách quá mức. Thì ở giai đoạn trầm cảm ấy thì người bệnh sẽ cảm thấy buồn chán, tuyệt vọng, thiếu năng lượng, khó tập trung, kém ghi nhớ, mất hứng thú, cảm thấy trống rỗng, vô dụng, tội lỗi, bi quan về mọi thứ, chán ăn, khó ngủ, tỉnh giấc sớm hoặc là có ý nghĩ tự sát. Còn ở cái cực hưng cảm thì ngược lại, bệnh nhân sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nói nhanh, tràn đầy năng lượng, cảm thấy bản thân mình là một người quan trọng, tràn đầy ý tưởng hoặc là kế hoạch mới. Bệnh nhân dễ sao lãng, dễ nổi nóng, cảm thấy không cần phải ngủ nhiều cũng đã có đủ năng lượng rồi và hành động thì không cần nghĩ đến hậu quả. Ví dụ như là bệnh nhân tiêu tiền nhiều, mua sắm những cái đồ đạc không cần thiết, thậm chí là đi vay nợ về để mua mà không thể trả nổi, có những cái quyết định mạo hiểm và thiếu tính toán. Như vậy thì ở người bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì sẽ có các giai đoạn hưng cảm và giai đoạn trầm cảm thay đổi nhau. Có bệnh nhân thì gặp giai đoạn trầm cảm nhiều hơn, nhưng có bệnh nhân lại gặp giai đoạn hưng cảm nhiều hơn. Và giữa các cái giai đoạn đó thì là một giai đoạn bệnh nhân có cảm xúc bình thường. Và nếu có một cái dạng khác như là bệnh nhân có sự thay đổi cảm xúc mà lên xuống nhưng mà nó kéo dài và nó lại không đủ nặng để đủ để đáp ứng là chẩn đoán thành rối loạn lưỡng cực thì những cái bệnh nhân này thì được chẩn đoán sang một cái rối loạn khác gọi là rối loạn khí sắc chu kỳ.